Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình có nhận được một sự yêu cầu hỗ trợ cái bài tập môn điện tử công suất. Còn đại bài là yêu cầu là cho một cái mạch chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển hoàn toàn như hình vẽ bên dưới với R là bằng 5 ohm. Còn E là sức điện động là 50V và cuộn L là vô cùng, U là bằng điện áp là 220V và tần số là 50Hz và nó có dòng là 13,82A. Đề bài yêu cầu là tính cái giá trị điện áp trung bình và vẽ cái giãn đồ dòng và áp của tải, hệ số công suất của nguồn. Và nếu dùng sóng bộ gân cưa để điều khiển với giá trị thay đổi từ -6 đến 6V thì xác định U điều khiển để ta có UD alpha ở cô A. Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn giải cho các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành mô phỏng bằng cái phần mềm BSim. Ở đây để rút ngắn thời gian thì mình đã thiết kế mạch hoàn chỉnh. Mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái mạch này. Ở đây mình sẽ sử dụng cái điện áp vào là 3 pha và mình sẽ thay đổi cái giá trị điện áp. Giá trị điện áp này thì mình sẽ lấy 220V, mình nhân cho căn 3 lại nó sắp xỉ 328V và tần số theo cái đề bài yêu cầu là 50Hz. Và mình sẽ đo cái dạng sóng và cũng như điện áp ngõ vào là ở pha A, pha B, pha C thì mình sẽ đặt là VA, VB, VC. Và dạ. Do cái đề bài yêu cầu là chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển hoàn toàn nên mình sử dụng 6 con SCR. Ở đây thì đề bài yêu cầu là N là 5 ohm và điện trở L là vô cùng. L vô cùng là tương ứng với là cái đoạn dây dẫn. Và ở đây thì N điện trở thì mình sẽ cho là 5 ohm và cuộn dây mình sẽ cho là 0. Và dòng điện thì mình sẽ đặt là I1. Và đề bài cho là E thì nó bằng 50V. Mình sẽ đo cái dạn sóng ngõ ga thì mình sẽ đặt là VD để mình sẽ đo dạng sóng ngõ ga. Sau khi xong thì mình sẽ tiến hành thiết kế cái bộ điều khiển. Đầu tiên thì đây là mình sẽ đặt cái chỗ này là pha A, chỗ A thì mình sẽ đặt là VAE. Còn pha B thì mình sẽ đặt là VBB. Còn pha C thì mình sẽ đặt là VCC. Tương ứng với VAA, VBB và VCC bên đây. Cái đặt ngay cái chỗ này là có ý nghĩa là thay vì các bạn nói từ đây nói qua đây thì mình không nói, mình sẽ đi ký hiệu này thì phần mềm BSim nó sẽ tự hiểu là VAA chỗ này nó sẽ tương tự như có sẽ giống như VAA chỗ này. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái này lấy ở đâu. Thì các bạn vào cái giống màu vàng vàng trên đây nè. Các bạn lấy nó ra thì các bạn đặt. Ví dụ như mình đặt là VA chẳng hạn thì các bạn bấm OK. Đây, ở đây là cái dạng như là VA mình đã lấy ra. Sau khi ở đây là mình sẽ lấy ra thêm 3 cái bộ. Đây là cái bộ cảm biến hay là cái bộ sensor dùng để xem cái chênh lệch điện áp
và ngõ ra của nó sẽ là có mức là 0 hoặc 1 là các mức logit. Sau khi ngõ ra thì nó sẽ vào 6 cái bộ. Đây là cái bộ so sánh. Cái bộ so sánh xong thì ngõ ra của cái bộ so sánh mình sẽ nói với cái bộ alpha control. Ở đây mình sẽ nói lấy cái bộ so sánh này lấy ở đâu. Cái bộ so sánh thì các bạn xuống hành công cụ phía cuối cùng của nó vào đây. Còn nó có cộng trừ thì các bạn lấy bộ so sánh này ra. Còn cái bộ alpha control các bạn muốn lấy thì các bạn vào element, các bạn vào order, các bạn chọn vào width, chọn alpha control. Đó, đây. Đây là cái bộ alpha control. Anh em mình sẽ xóa cái này đi. Cái bộ gân cưa thì mình sẽ làm ở câu D, là thiết kế bộ điều khiển đồng bộ gân cưa. Do mình sẽ làm câu A, câu B, câu C trước nên mình ở đây mình sẽ sử dụng cái bộ xung vuông xung cái này là xung vuông. Mình sẽ nói như lại. Ở đây góc kích thì mình sẽ đặt ở đây là alpha và góc kích của mình đang cho là 30 độ. Riêng đối với cái mạch chỉnh lưu mà cầu 3 pha mà có điều khiển á, thì các bạn nên chỉ mô phỏng từ 0 độ đến 60 độ. Không vượt quá 60 độ. Tại vì nếu vượt quá 60 độ thì cái hình tia của cái con thì nó sẽ tín hiệu ngõ ra nó sẽ bị mất đi một tín hiệu. Hay vậy nếu các bạn mô phỏng từ 0 đến 60 độ thì nó sẽ có ra 3 tín hiệu. Thì khi mà các bạn cho mô phỏng cái góc alpha này nó các bạn cho là 90 độ hoặc là 120 độ thì dạn sóng ngõ ra của nó chỉ có còn lại là hai dạn sóng. Do vậy nên thì trong quá trình mô phỏng thì mình khuyên các bạn nên chỉ mô phỏng từ 0 đến 60 độ thôi. Maximum là 60 độ. Sau khi mình sẽ lấy các ngõ ra của các bộ alpha hành tròn thì mình sẽ nối vào các góc kích của cái con SCG. Đầu tiên thì cái con alpha hành tròn 1 thì mình sẽ đặt là V điều khiển A. Còn alpha thứ 2 thì mình sẽ đặt là V điều khiển A trừ. Tương tự với mình sẽ làm với B cộng. Tương tự thì mình sẽ làm với V điều khiển B, V điều khiển B trừ và V điều khiển C và V điều khiển C trừ. V điều khiển A thì mình sẽ nối vào con SCG thứ nhất. Còn V điều khiển A trừ thì mình sẽ nối vào con SCG thứ 6. Đây mình sẽ đặt vào con SCG thứ 6. Còn hai cái cặp này. Hai cái cặp này thì là SCG V điều khiển B và V điều khiển B trừ. Còn tương tự thì hai cái con SCG ngoài cùng thì là V điều khiển C và V điều khiển C trừ. Ở đây thì mình sẽ có đặt một cái VG để dùng để đo cái dạng sóng của kích vào cái con chân của G của con SCG. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái thời gian mô phỏng. Muốn lấy cái đồng hồ này ra thì các bạn vào Simulate, chọn Simulate thành tròn. Thì cái thời gian mô phỏng của mình thì là cho là 0.08. Ở đây thì mình thiết lập thêm cái bộ alpha thành tròn này nữa. Cái bộ alpha thành tròn này thì mình sẽ cho tần số là 50 Hz và cái độ gồng xung là 20. Tương tự như này mình sẽ cho 50 và độ gồng xung là mình cho 20. Sau khi các bạn đã vẽ hoàn thành cái mạch này thì mình sẽ tiến hành chạy mô phỏng. Các bạn bấm vào đây, chọn Run Simulation. Ở đây mình sẽ lấy ba cái dạng sóng nó vào là VA, VB, VC. Còn điện áp nó ra, điện sóng của điện áp nó ra.
Và đây là dạng sóng dùng điện ngõ ra. Ở đây mình sẽ xem cái dạng sóng của cái kích vợ cực ghê của con SCG là quy ghê. Nó là những cái xung vuông. Ở đây thì mình sẽ để dễ quan sát thì mình sẽ phóng to cái những cái dạng sóng này lên. Muốn phóng to thì các bạn nhấp đúp chuột trái vào cái dạng sóng này. Các bạn chọn QA, QB, VC. Sau đó các bạn chọn qua bên đây. Ở đây QA thì nó đem màu đỏ. Thì mình sẽ giữ mặc định luôn vào cái đường line là mình sẽ cho lên là 3. Tăng kích thước nó lên. Tương tự với QB. Mình cũng cho là 3 luôn và QC cũng vậy. Sau khi xong thì mình sẽ tiến hành qua cái hộp thoại cuối cùng. Đây, các bạn bấm vào dấu 3 chấm này. Đây thì mình sẽ thay đổi cái kích thước của chữ. Ví dụ như đây là 400, 200 và ví dụ như QA, QB, QC mình sẽ cho nó là anh đậm. Và cỡ chữ 14. Sau đó các bạn bấm OK. Sau đó các bạn bấm OK nữa. Như vậy là chữ nó đã in đậm hơn. Và cái dạng sóng ngõ vào của chúng ta nó đã in đậm hơn. Tương tự thì mình sẽ làm với QD, Y1 và QG. Thì các bạn bấm vào chọn QD. Ở đây mình không thích màu đỏ, mình muốn cho nó màu tím. Sau đó các bạn bấm OK. Ở đây mình sẽ làm với Y1. Và mình sẽ cho nó lên 3 và màu mình muốn chọn là mình nó sẽ cho nó là màu xanh, màu hường đi. Màu này lật quá. Mình sẽ cho nó là màu xanh này đi. Tiếp tục với mình sẽ làm với dạng sóng của con gốc kích. Ở đây thì các bạn muốn xem mà cái điện áp ngõ vào là cũng như là cái điện áp ngõ ra và dòng điện ngõ ra. Thì muốn xem được thì các bạn trước muốn xem cái điện áp ngõ vào thì trước tiên thì các bạn bấm vào GMS. Ở đây, điện áp ngõ vào với A, VB, VC của mình là 2.2 mà nhân thêm cho 10 mũ 2. 2.2 mà nhân 10 mũ 2 là 220V. Ở đây các bạn muốn xem cái điện áp và dòng điện ngõ ra cũng như là cái điện áp của VG là thì các bạn bấm vào giá trị tuyệt đối. Ở đây thì cái điện áp giá trị mà điện áp mỗi ga là 3.11 nhân cho 10 mũ 2 có nghĩa là 312V. Còn dòng điện của nó Y1 là 5.2 nhân cho 10 mũ 1 là 52A. Và cái điện áp mà kích vào cực ghê của nó là 5.55 nhân cho 10 mũ 2 là 555V. Ở đây là các giá trị mình đã mô phỏng và mình sẽ tiến hành tính toán các xem cái giữa mình lý thuyết và mình mô phỏng nó coi xem nó có chính xác không. Ở đây mình sẽ tiến hành tính toán. Muốn tính toán thì mình sẽ mở cái thằng casino của mình lên. Casio FX570 VNLoot của mình. Ở đây, đầu tiên thì mình muốn cái tính cái giá trị điện áp trung bình. Muốn tính được thì cái... Ở đây nó mình sẽ
muốn tính được cái giá trị trung bình đó, thì các bạn vào xem lại cái lý thuyết của mình. Thì giá trị trung bình của điện áp thì nó sẽ bằng là 1 chia 2 pi nhân với tích phân cận từ 0 tới 2 pi nhân với U0 U0 của delta nhân với delta, thì nó sẽ bằng là U0 giá trị điện áp trung bình thì nó sẽ bằng là 3 căn 3 nhân cho UM chia pi cos alpha cái này là mình cái gốc kích của mình. Thì theo như cái công thức thì nó sẽ bằng là 3 căn 3 mình nhân cho 220V và mình sẽ chia cho pi. Mình xin lỗi là 3 căn 3 nhân cho 220V chia cho pi nhân cho cos. Anh này là cos của mình. Mình do mình điều khiển hơi góc kích là 30 độ nên mình sẽ là pi chia 6. Lưu ý là các bạn phải chuyển máy tính về chế độ gradient mới bấm được. Nếu như các bạn để chế độ D thì các bạn để đây là 30 độ. Như vậy là mình đã tính được là 315V. Còn giá trị mình mô phỏng ở đây quy D là 311V. Thì có một số sai sót về giữa cái số liệu làm tròn. Nói chung là giữa lý thuyết và mình tính toán thì nó không có khác gì mấy. Và dòng điện, muốn tính được cái dòng điện của nó, các bạn xem lại cái lý thuyết. Dòng điện thì dòng qua tải Y thì nó sẽ bằng U chia R, do đây là tải RLE, ở đây là tải RL và E. Thì dòng của nó thì Y thì nó sẽ bằng U trừ E chia cho R. Có nghĩa là U của nó là nhiêu? U của nó là, ở đây mình sẽ lấy giá trị này luôn, là 312V. Mình sẽ trừ cho cái thằng E của mình là 50V. Trừ cho 50 và chia cho điện trở là 5 ohm thì nó sẽ bằng là 52.4 ampere. Xem lại mỗi chị mô phỏng, giá trị mô phỏng của mình là 5.23 nhân cho 10^1 có nghĩa là 52.3 ampere, tương đối là chính xác. Và cái điện áp cực G thì 555V. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn giữa lý thuyết và cái mô phỏng nó khá là chính xác. Tuy nhiên thì nó có một số sai số nhỏ thôi, cũng không đáng kể. Ở đây mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm với hệ số công suất của nguồn. Thì hệ số công suất của nguồn thì nó sẽ bằng 3 chia cho pi nhân với cos alpha. Mình sẽ mở theo công thức bên đây thì nó sẽ bằng là 3 chia pi nhân với cos alpha. Thì đây mình sẽ bấm là 3 chia pi nhân với cos alpha, nãy là mình chọn là pi chia 6. Thì hệ số công suất của mình là được là 0.83. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn câu A, câu B và câu C. Câu B thì vẽ cái dạng đồ dòng và điện áp. Thì đây, dẫn đồ dòng và điện áp thì nó đã hiện ra cho các bạn. Còn hệ số công suất của nguồn, hệ số công suất của nguồn thì mình đã tính đây được là 0.83.
Ở đây thì nếu dùng bộ điều khiển gân cưa thì xác định ưu điều khiển để ưu D alpha ở câu A. Mình sẽ tắt này đi. Mình sẽ tắt cái hàng mô phỏng này. Muốn điều khiển được cái bộ điều khiển mà gân cưa thì các bạn vào element, các bạn vào vào suột, vào world, các bạn vào đây. Trước cái hàng xung vuông này thì nó là sẽ lại xung gân cưa nè, các bạn bấm vào. Đây là cái xung gân cưa, đây là xung gân cưa. Nó mặc định là nó đã có mát rồi nên mình không cần phải lấy mát này nữa, và mình sẽ xóa nó đi. Sau khi xong thì mình sẽ tiến hành thiết lập cái thông số của xung này. Ở đây thì nó sẽ là tần số là 5 kg, thì mình sẽ cho là 50. Sau khi xong mình sẽ tiến hành chạy mô phỏng. Thì VE, VB, VC thì nó tương tự như nãy thôi. Còn cái thằng điện áp, dạng sóng của điện áp thì nó đã khác hơn lúc nãy rồi. Và dòng điện, dạng sóng của dòng điện. Và cái điện áp của vào cực dây. Nó là một cái đường thẳng luôn. Nó không. Ở đây mình sẽ tăng cái thời gian cái mô phỏng lên xem sao. Ở đây nó là 0.08, mình sẽ cho là 0.1. Tăng lên thời gian mô phỏng thì nó cũng không có khác gì mấy. Đây là cái dạng dạng sóng mà điện áp ngó ghe. Còn đây là cái dòng điện ngó ghe. Ở đây thì nhìn vào cái dạng sóng và điện áp và dòng điện ngó ghe thì mình có rút ra một cái nhận xét. Đây là dòng và điện áp nó không liên tục. Có nghĩa là cái mức không này nó không có cái đường nào mà nó nằm trên cái đường không này hết. Là dòng và điện áp nó không liên tục. Nếu như có một cái, ví dụ như cái đường dạng sóng nằm mà nó nằm trên cái gạch số 0, ví dụ như cái điện áp của thằng VG, thì nó là một cái dạng điện áp hoặc là dòng điện nó không liên tục. Ở đây thì các bạn xem là nó nằm dưới cái 0 nè, không có nào nằm trên 0, trùng trên 0 hết. Còn cái mà dạng sóng của điện áp ở ga thì nó nằm dưới gần 50, nó khoảng 48, thì nó không nằm trên không nên là đây là điện áp nó không liên tục. Còn câu D của bạn thì mình đã mô phỏng được cái xung tín hiệu xung gân cưa, và mình chưa nghiên cứu tới cái xác định cái ưu điều khiển để ưu nên để ưu đen pha ở câu A, chưa xác định được cái này. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn, cho bạn bạn đó được câu A, câu B và câu C. Xin cảm ơn bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay cho mình xin một like và một nút đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.